tầm nhìn xa, đến từ trí tuệ và khát vọng lớn lao. Từ nền tảng tri thức và sáng tạo, vượt qua thách thức để đạt được những thành tựu. Thành lập năm 1994, BIM Group đã kiên định với khát vọng xây dựng một tập đoàn đa ngành lớn mạnh bằng việc đầu tư vào những lĩnh vực cốt lõi. Bất động sản, nông nghiệp và thực phẩm, năng lượng tái tạo, dịch vụ tiêu dùng. Ở bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào, BIM Group cũng cho thấy một tầm nhìn xa trên nền tảng của tri thức và công nghệ mang lại giá trị thật. Từ đó tiên phong kết nối con người với thiên nhiên với con người trong một hệ sinh thái tuần hoàn, bền vững. Năm 2006, với tầm nhìn xa hơn và giá trị hạt muối, BIM Group đã đầu tư công nghệ, máy móc để hình thành cánh đồng muối sạch lớn nhất Đông Nam Á. Năm 2019, cũng trên diện tích đất này, BIM Group khánh thành cụm nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 405 MWp, tiến thêm một bước trong hành trình tối ưu hóa diện tích đất và tỷ suất đầu tư. Tháng 9 năm 2021, nhà máy điện gió được hoàn thành. Tổ hợp kinh tế xanh kết hợp giữa sản xuất muối với điện mặt trời, điện gió giúp tối ưu nội lực đất đai, sẵn sàng đóng góp bền bỉ cho nguồn năng lượng của quốc gia. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi vẫn đang tiếp tục kiến tạo thêm những sản phẩm mới từ nguồn muối sạch và năng lượng tái tạo, làm nên chuỗi giá trị tuần hoàn của tổ hợp kinh tế công nghiệp xanh. Sở hữu gần 5.000 hecta diện tích nuôi trồng sản xuất, BIM Group xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp và thực phẩm khép kín theo mô hình chuỗi liên kết dọc, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ muối tới thủy hải sản. BIM Group đầu tư những trung tâm phát triển nguồn giống, cung cấp giống tôm thẻ chân trắng và hàu sữa Thái Bình Dương bản địa chất lượng cao cho các đơn vị sản xuất trên cả nước. Đồng thời gia tăng quy mô sản xuất, đưa ra thị trường những sản phẩm chế biến chất lượng, tiện dụng cho gia đình. Đặc biệt, bằng việc phát triển thành công giống hàu Thái Bình Dương bản địa trên vịnh Bái Tử Long, chúng tôi đã góp phần tạo nên vùng nuôi hàu sữa lớn nhất cả nước, đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường biển tại khu vực. Trong lĩnh vực bất động sản, với quỹ đất 7,2 triệu mét vuông và đang tiếp tục được mở rộng, chúng tôi tiên phong phát triển những vùng đất hoang sơ trở thành các khu đô thị và hệ sinh thái nghỉ dưỡng mới theo chuẩn mực của quốc tế, hiện đại, trong lành, kết nối con người trong một môi trường sống xanh và bền vững. Bằng tầm nhìn và vị thế của mình, BIM Group trở thành đối tác quan trọng của nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới như IHG, Hyatt, New World, The Ascott, Sailing Club, Blazer Group. Những năm gần đây, BIM Group đã thiết lập hệ thống khung quản lý xanh Green Financing Framework vào các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp và được công nhận chứng chỉ công trình xanh EDGE từ IFC, thành viên của Tổ chức Ngân hàng Thế giới. Kết nối con người trong lĩnh vực tiêu dùng, BIM Group tạo dựng chuỗi phòng tập Elite Fitness và hệ thống những nhà hàng cao cấp nhằm hướng đến nâng cao trải nghiệm, truyền cảm hứng và lan tỏa lối sống lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần tới cộng đồng. Kinh doanh bền vững
để nâng tầm giá trị sống cho cộng đồng. Chúng tôi ưu tiên gắn kết chặt chẽ từng bước phát triển của doanh nghiệp với sự bứt phá của địa phương. Và trong những lựa chọn sinh kế mới, hàng ngàn người dân bản địa đã chọn BIM Group để đồng hành, gắn bó và dựng xây. Như một lựa chọn kiên định, chúng tôi chia sẻ vô điều kiện những gì mình có cho cộng đồng địa phương. Từ nguồn giống tới công nghệ, quy trình triển khai đều được trao, nhận rất tự nhiên và thuận lợi. Cùng dựng xây một cuộc sống sung túc, an lành, ấm áp, đủ đầy và kiến tạo nên tương lai xanh bền vững. BIM Group, nơi kiến thức trở thành giá trị.